Tiền na su cái tinh yon ti chỉ lệ na phu các sam bát đại chỉ lệ na ni phu tinh yon ti ta sma si lăng vị số tha ye các chúng sanh đi sanh về quả trời cũng như dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dự giới bởi các cây cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhân. Sa thu lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Uttamangena vandehang badabang sungvarutamang buddheyo khalito doso buddho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hàng tham anh cha du vít hàng qua rằng tham mê yo khali tô đô so tham mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hàng sang khanh cha du vít hô ta mang sang khê yo khali tô đô so sang khô ca ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. So atalato sukito virunho buntasa sanero go sukito hoi saha sape nyanti phi sa atalatam. Sukita virunha buntasa sanero ga sukita hoi saha sape nyanti phi te atalata sukita virunha buntasa sanero ga sukita ho ta saha sape. Thị nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ba, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa qua kha già qua hàng hồn tu. Y đằng mề bùn nhằng ni bà na sa bách cha dồ hồn túc.
với phước báu mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái Tam Bảo, sám hối, thọ trì tam quy và ngũ giới, chúng con thành kính dâng tất cả đến chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì tam quy ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, con kính lễ sư Pháp Thanh. Đời này con cũng đã thấy sư vô đạo tràng rồi. Dạ, con kính lễ sư. Dạ, cũng đúng lúc là 4:31. Dạ, con mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahmacaloka thipati sambhati katang chali anthiwarang ajachatha santi thasattam barachakkhachati ka đề sê tu tham măng anu cam bi măng ba trăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, nghi thức thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Lần này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên để đọc chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Sa thủ kính Kim ơn Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Dạ, Nhật Bình cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn ngài Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, con xin phép được phần đọc phần chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, bạch Thượng Tọa Pháp Thanh, con đọc đi đọc lại cái bài này, con cảm thấy rất là khó hiểu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính mong Thượng Tọa Pháp Thanh giảng rộng rãi hơn cho chúng con được hiểu bài học này. Nói cái câu đầu không là con thấy rất là lùn. Dạ, chương 2 tương ưng thiên tử
Một La Mã phẩm thứ nhất, rồi Một La Mã Kassapa Ca Diếp. Dạ, con thấy đoạn rất là dài, con thấy đọc chắc cũng không có lợi ích gì nên con xin phép con không có đọc lại. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thí, Sa Vệ, Chetavana thẳng lầm tại vườn ông Anathapindika Cấp Cô Độc, rồi thiên tử Kassapa Ca Diếp. Sau khi đêm đã cạn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, thiên tử Kassapa bạch Thế Tôn: Thế Tôn, đề cao tỷ kheo và sự giáo giới vị tỷ kheo cho chúng con. Hai, Thế Tôn, vậy này Kassapa, hãy nói lên ở đây về vấn đề ấy. Ba, Kassapa, hãy học điều khéo nói. Trong hạnh nghiệp sa môn vắng lặng ngồi một mình với tâm tư an tịnh, bốn, thiên tử Kassapa nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi thiên tử Kassapa sau khi được biết bậc đạo sư đã chấp nhận ta, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất từ chỗ ấy. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đạo chính trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con, dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư được nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giả, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức và chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc và bốt bài lên để quý vị nắm cái phần chánh kinh. Và trước khi chia sẻ giảng giải về cái câu Phật ngôn này, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, lĩnh lễ tầm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thà Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sangha Giả. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn, ngài diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử, ngồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại ngày nay. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Khang An
chúc tất cả quý tu nữ Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Tài Giá. Luôn thì trong cái phần chánh kinh, ý nghĩa thì nó cô đọng, chúng ta phải phải tìm hiểu thì mới hiểu biết được cái những cái câu Phật ngôn, cái lời dạy của Đức Phật. Vậy đây đoạn thứ nhất là nói về cái xuất xứ của cái câu Phật ngôn này, tức là ở Sa Quách Thí, Xá Vệ và ở Thắng Lâm, hay là mình còn gọi là Kỳ Viên, và cái Thiên Tử Cát Xá Bá này, Ca Diếp này là trùng tên, trùng tên với ngài Đại Đức Cát Xá Bá. Thành ra hồi xưa là có nhiều lúc á là cái danh từ, cái tên hoặc cái họ nó trùng nhau rất là nhiều. Rồi thường thường quyền thì quý vị biết rằng những cái vị chư thiên những vị chư thiên phạm thiên muốn mà đến gặp Đức Thế Tôn để mà nêu lên những cái thắc mắc của mình á, thì thường thường là người ta xuống vào cái căn cuối, tức là lúc đó là cái thế gian, cái người thế gian là ngủ mê hết rồi, thì lúc đó là mấy cái vị mà chư thiên phạm thiên rồi đó thì họ mới xuống. Thì cái vị này xuống để mà hỏi Đức Thế Tôn về sự giáo giới. Thì ở đây cái vị này nói là Thế Tôn đề cao tỷ kheo và sự giáo giới vì tỷ kheo cho chúng con. Thì đề cao vị tỷ kheo ở đây không phải là đề cao là những cái vị như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ma Ca Diếp rồi đó, thì không phải như vậy. Ở đây đề cao tỷ kheo tức là đề cao về cái sự tu tập, cái hạnh xuất ly, thoát ra tất cả những cái vướng mắc của trần gian. Thì cái danh từ kheo nó có rất là nhiều cái ý nghĩa, chứ không phải là vị tỳ kheo mà chỉ là cái vị mà xuất gia không. Vị tỳ kheo ở đây đó, cái ý thứ nhất đó, là cái vị này đó đã xuất ly, xuất gia. Thì cái sự xuất gia đó nó có hai trường hợp. Một cái trường hợp là thông thường là cái vị này theo trong luật thì vị này đã 21 tuổi, tính theo cái tuổi âm lịch, tuổi của thế gian, tức là cái vị đã đến tuổi trưởng thành. Rồi cái hồi xưa đó, hồi thời kỳ ban đầu đó, thì những cái vị nào muốn xuất gia thì đem đến về diện kiến trước mặt Đức Thế Tôn. Rồi chính Đức Thế Tôn là cho xuất gia. Rồi có những cái vị mà túc duyên đầy đủ, tạo phước báo các cái pháp độ đầy đủ, thì Đức Thế Tôn cho xuất gia bằng cách là gọi là ê hí phích khú, hãy đến đây thiện lai thì khu. Thì cái vị này từ cái dung mạo một cái người thế gian
thì sẽ trở thành cái vị xuất gia với đầy đủ tâm y quả bát. Còn những cái người mà khác sau này thì sau khi mà Đức Phật chấp thuận rồi thì các cái vị trưởng lão giao, thí dụ như là cái chấp nhận cho cái vị này xuất gia thì có thể là giao để cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên hoặc là ngài Cách Xá Bá gì đó thì sẽ cho vị này xuất gia làm thầy tế độ để giáo dưỡng mấy cái vị này. Thì đến một cái thời kỳ sau thì bắt đầu cái hàng những cái người mà thanh niên trai tráng muốn xuất gia cái số lượng càng ngày càng đông, mà Đức Thế Tôn thì không thể nào mà quán xuyến, cho nên là Thế Tôn đã cho phép cái điều này đã được ghi chép ở trong tạng luật là cái vị này đó phải tìm hiểu rồi học hỏi, rồi sau đó là trước hội chúng tỳ kheo được sự chấp thuận, rồi cái vị thầy Yết Ma đó, thì phải đọc bố cáo trình bạch trước hội chúng chư tăng 4 lần xong rồi đó, mà trong cái hội chúng mà chư tăng đó đồng ý hết, đồng ý bằng cái cách là làm thinh. Còn nếu mà vị nào có ý kiến thì nêu lên trong cái hội chúng đó. Còn nếu mà trong cái hội chúng mà chư tăng mà đồng thuận bằng cách là làm thinh thì sau khi mà tuyên bố đọc 4 lần tuyên ngôn mà chư tăng không có ý kiến gì hết thì cái vị trở thành một vị tỳ kheo ở trong giáo pháp. Nó còn có những cái danh từ như là tu lên bậc trên, thọ cụ túc giới, đó là nói về trong kinh. Nhưng mà nói về cái ý nghĩa của cái sự tu tập đó, thì cái vị tỳ kheo đây không phải là chỉ là cái chỉ cho những người mà xuất gia, mà nó còn chỉ cho cái những cái hội chúng mà người ta đang tu tập để mà diệt trừ tất cả những cái phiền não, đào bứng tận gốc rễ của phiền não. Thì cái trường hợp á, những cái vị hành giả khi mà quý vị vô trường thiền thực hành theo cái con đường mà tứ niệm xứ để mà giải thoát, chấm dứt khỏi sanh luân hồi, để diệt trừ tất cả những cái phiền não tham sân si, thì khi mà quý vị thực hành cái giáo pháp đó, quý vị đặt niệm trên thân thọ tâm pháp đang thực hành đúng cái con đường giới định tuệ, mặc dù quý vị còn cái mặc y phục hình dáng còn là cái người thế gian, nhưng mà ngay cái giây phút mà quý vị đang thực hành để diệt trừ đào bứng cái phiền não tham sân si, thì lúc đó đó là các cái vị này cũng là những vị tỳ kheo nhưng mà cái tỳ kheo tạm thời. Ngay giây phút nào mà quý vị còn tu tập đang thực hành thì ngay lúc đó là quý vị cũng được gọi là cái vị tỳ kheo. Tỳ kheo đây là theo cái ý nghĩa đó là đối trị, diệt trừ, đào bứng tận gốc rễ các cái tham sân si, và
những cái vị hành giả này cũng đang đi trên cái con đường giới định tuệ. À, thì như vậy á, là cái giây phút đó đó là cái vị cũng này cũng là vị tỳ kheo. Rồi một cái ý nghĩa nữa là cái vị tỳ kheo là cái vị mà thất thực, cái vị đi xin ăn. À, đi xin ăn từ nhà này qua nhà khác. À, đó, thành ra đó Đức Phật đề cao cái vị tỳ kheo ở đây, cái ý nghĩa nó là đề cao cái những cái vị mà đi trên cái con đường giới định tuệ, à, thực hành những cái bổn phận, à, những cái phận sự để mà diệt trừ tham sân si, giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó, thì đề cao ở cái những cái vị này đó. À, à, chứ không phải đề cao cái vị tỳ kheo A, tỳ kheo B, à, không có đề cao cá nhân. Cao ở đây là cái sự thực hành, à, sự tu tập. Chứ không phải đề cao cái vị mà thì quý vị học ở trong kinh á, Pháp Cú Kinh có nói đó, à, vị tỳ kheo không phải là đi xin ăn trên nhà, à, như vậy là gọi là tỳ kheo, mà vị tỳ kheo á là phải thực hành cái con đường giới định tuệ để giải thoát, chấm dứt sanh tử luôn. À, chứ không phải mà chỉ mặc y phấn tạo rồi đi khất thực, à, trong xóm làng từng nhà, à, rồi chỉ là cái hình thức như vậy á, thì phải chưa có đúng ý nghĩa cái vị tỳ kheo. À, cho nên là Đức Thế Tôn thường hay đề cao cái vị tỳ kheo hay là về cái sự thực hành, à, thực hành con đường giới định tuệ, à, để đạt đến diệt trừ tất cả đào bứng tận gốc rễ các cái phiền não, à, để chấm dứt giải thoát sanh tử luân hồi. Rồi cái sự giáo giới, à, các vị tỳ kheo, à, thì thường thường là Đức Thế Tôn hay luôn luôn, à, nhắc nhở là vị tỳ kheo phải có cái gìn giữ thu thúc lục căn, à, thu thúc lục căn cho thanh, à, rồi phải giới hạnh, phải trang nghiêm, à, đó, rồi sau khi mà thọ thực xong đó, thì làm cái gì? Niệm trước mặt, à, ở dưới cội cây, à, ngôi nhà trống hay là cạnh đống rơm gì đó nha. Đó, vị này á, phải thực hành giáo pháp bằng cách là đặt cái sự chánh niệm, à, trước mặt để quán sát, à, các pháp. À, thì khi mà thực hành như vậy đó, à, rồi Đức Thế Tôn luôn luôn nhắc nhở nha. À, phải luôn luôn gìn giữ cái chánh niệm, có chánh niệm từ tịnh xá đi vào về, từ làng trở về đến tịnh xá cũng phải có sự chánh niệm. À, mặc y mang bát, à, rồi đi vào làng, vào đến trong làng trở về, khi mở y, à, rồi, à, nhận đưa vật thực vào miệng rồi nhai nuốt, à, tất cả cái chuyển động cái đều phải giữ cái chuyện một cách cẩn trọng, nó là cái là sự giáo giới. Tự nhắc gì
Nhưng mà chúng ta phải biết cái điều quan trọng mà Đức Phật dạy á là gì? Không làm các việc ác, à, làm các việc lành. À, dù là cái phước nhỏ đi chăng nữa đó, à, mình cũng không có bỏ. À, hay là Phật tử ta hay nói rồi, cái ác dù nó nhỏ nhất à, cũng không nên làm. À, đó, phước nhỏ không bỏ mà tội nhỏ không làm. À, rồi sao? Luôn luôn gìn giữ cái ý nghiệp của mình, quán sát cẩn trọng những cái tư tưởng, những cái tác ý. À, không để cho những cái tác ý bất thiện nó sanh khởi. À, tất cả những cái suy nghĩ, cái tác ý bất thiện nào mà nó có mặt thì phải cần phải diệt trừ. À, lúc đầu mình phải làm cho nó giảm thiểu rồi phải diệt trừ nó. Rồi những cái tác ý thiện, à, thiện lành nó chưa có, phải tạo điều kiện cho nó sanh khởi. Và những cái tác ý thiện lành mà nó có rồi đó thì sao? Mình phải dung bồi cho nó mạnh mẽ thêm, luôn luôn có ở trong cái nội tâm chúng ta. Thì dù là cái lời giáo giới tóm tắt của Đức Phật nó rất là ngắn gọn như vậy, để chúng ta lấy đó làm cái phương pháp để mà mình thực hành. Nhưng mà từ cái ba cái pháp căn bản này thôi, ba pháp căn bản này mà nó mở rộng ra, biên coi như là trở thành cái gì? Trở thành 84.000 pháp môn nó chứa đựng ở trong Tam Tạng kinh điển. Đó, giới định tuệ. Thì khi mà quý vị hiểu biết cái lời giáo giới mà tóm tắt ngắn gọn của Đức Phật, không làm các việc ác, thì cái này là chúng ta gìn giữ về giới, rồi làm các việc lành. Thì các việc lành đây đều gồm có tất cả cái thập thiện, thập hạnh phúc, hay là phúc hành tông. Đó. Thì trong đó có sự tu tiến, sự tu tiến về thiền tuệ, tức là định, Phật định. Rồi chính nhờ cái thiền định, thiền tuệ này nè, để gì? Mình thanh lọc nội tâm. Khi mà mình thanh lọc nội tâm một cách tốt đẹp thì sao? Chúng ta diệt trừ được các tác ý, những cái suy nghĩ bất thiện, là tuệ. Cho nên là mặc dù là chỉ có ba câu ngắn gọn, không làm các điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, mà tất cả chư Phật quá khứ cho đến Đức Phật Gotama trong thời hiện tại và chư Phật trong ngày Vị Lai thì cũng giáo giới tóm tắt là ba cái điều này thôi. Cho nên mới nói là chư Phật dạy rằng đó, cho nên là thường thường là ở bên Miến Điện, những cái ngày mà
Ubu Sa Thá sau khi mà làm lễ Bồ Tát sám hối xong á, thì chư tăng sẽ đọc những cái câu Phật ngôn này nha, để nhắc nhở. Đó là cái ý nghĩa về sự giáo giới của Đức Phật đối với các vị tỳ kheo. Rồi thì ở đây đến cái câu đó là hãy học điều khéo nói trong hạnh nghiệp sa môn. Thì thường thường là Đức Phật hay nhắc nhở chư tỳ kheo chỉ có hai việc thôi. Một là khi mà gặp nhau đó thì nói về các cái pháp ly dục ly ác bất thiện pháp, nói về giới định tuệ, nói về 37 phẩm trợ đạo, nói về bát chánh đạo. Đó là những cái điều mà những cái điều khéo nói. Thì cái bổn phận của vị tỳ kheo có nhiêu đó thôi. Pháp học là mình phải hiểu biết những cái câu Phật ngôn về ý nghĩa, ngũ tìm hiểu ngũ căn ngũ lực nè, rồi tứ niệm xứ nè, thất giác chi, bát chánh đạo đó. Thì mình bàn luận về cái những cái điều mà Đức Phật dạy đó. Rồi còn nếu mà bây giờ không bàn luận thì gì, thì hãy vắng lặng giống như là các bậc thánh. Sự yên lặng của các bậc thánh là gì? Là chúng ta thực hành cái thiền định thiền tuệ để gì? Để chúng ta thấy được cái chân tướng, thấy hiểu biết được cái tứ diệu đế. Đó thì cái bổn phận có bao nhiêu đó thôi. Ngoài cái bổn phận này á, thì không có làm gì khác. Đó, thành ra quý vị thấy thường thường ở thế gian á, gặp nhau bàn luận thời sự thế này thế kia, công việc, rồi gia đình, rồi dòng tộc xóm làng, mà bàn bạc trên trời dưới biển một hồi thì bắt đầu có chuyện. Tại sao? Tại vì ai cũng có cái tâm cống cao ngạo mạn, ai cũng muốn khoe mình hiểu biết hơn, rộng hơn, cao hơn nè. Thậm chí ở trong những cái hội chúng của những cái người mà học Phật pháp vậy, khi mà bàn bạc về cái Phật pháp mình học mình tu tập hồi là cũng có. Tại sao? Bữa nay là tu hành theo cái pháp này, bữa nay là tu thọ bắt quan trai giới như thế này thế kia nè, thế nọ đó. Thành ra đó, cái phiền não nó sanh khởi từ chỗ đó. Cho nên là khi mà bàn bạc thì chúng ta phải khéo nói. Khéo nói ở đây là chúng ta diệt trừ nói với cái tâm khoe khoang cống cao ngã mạn. Mình nói những cái phương pháp mình tu tập, những cái kinh nghiệm, những cái mà mình có được, không? Chứ không phải để mà nói, để mà khoe khoang tranh hơn đó. Rồi so sánh, rồi bài xích, rồi dè biểu đó. Không phải mình nói ra để mình mong người khác người ta tán dương mình. Thành ra đó,
chúng ta khéo nói ở đây là chúng ta nói hợp thời, nói đúng những cái điều mình hiểu biết, tức là có thì mình nói có, không có thì mình nói không có, chứ không có nên nói với cái tâm mà khoe khoang cống cao ngã mạn, nói để cho người khác tán dương khen tặng. Thành ra cái khéo nói, cái ý nghĩa nó là như vậy. Khéo nói trong cái hạnh nghiệp sa môn, tức là chúng ta nói về cái những cái điều mà liên tục đi ác bất thiện pháp, nói về giới định tuệ, nói về thất giác chi, nói về bát chánh đạo, đó là những cái điều mà cái bổn phận của cái vị sa môn là vị tỷ kheo phải thực hành. Trong cái giới dứt của mình thì Đức Phật nói cái giới dứt của cái vị sa môn, của vị tỷ kheo này chỉ là giới định tuệ thôi. Giới dứt ở đây là trong cái lãnh vực, trong cái khu vực của mình, cái khu vực, cái giới dứt của vị sa môn, vị tỷ kheo này là giới định và tuệ. Ngoài cái giới dứt đó là chúng ta không nên bàn luận thời sự, thơ văn, vân vân. Chúng ta chỉ sống trong cái giới dứt của mình như vậy thôi, thì mình sẽ được an ổn. Thì trong một bài kinh đó, Đức Phật có dạy là sao? Những cái con thú á, nhiều khi nó không có chịu sống ở trong cái khu rừng, không có sống trong cái khu rừng, trong cái lãnh vực, cái giới dứt của mình. Thì Đức Phật lấy cái ví dụ là gì? Là cái con khỉ. Thay vì mà sống ở trong rừng, ăn trái cây rồi trong rừng thì đâu có chuyện. Nhưng mà sao? Những người mà thợ săn á, họ dùng những cái bẫy, họ để trong mấy cái bẫy đó đó, họ đương bằng mây, bằng tre rồi là kia nọ đó, rồi cái giống những cái cọc họ để đó, họ cột lại, có những cái kẽ hở để cho con khỉ nó nhìn vô, nó thấy người ta để trong đó là ổi chín nè, chuối nè, chuối chín rồi. Thì bắt đầu sao mấy con khỉ này đó, vì tham ăn, tham mồi ngon, ổi chín thì nó tỏa cái mùi ra rất là thơm, rồi chú chín là nó vàng ươm, thì mấy anh khỉ rồi bắt đầu mới thò tay vô, mấy người ta chừa những cái khe đó, nó để vừa cái tay của con khỉ thôi, mà khi mà anh khỉ mà thọt vô rồi đó, anh nắm cái trái ổi chín hoặc là cái trái chuối chín, thì cái lòng tham anh nắm được nhưng mà anh rút tay ra không có được. Rồi tới chừng mà anh thấy mấy cái người thợ rừng đi tới đó thì anh lăn lộn kêu la, nhưng mà không có muốn buông cái trái ổi chín hay là cái trái chuối chín ra, cho nên là mắc bẫy. Rồi thợ rừng người ta bắt những cái con khỉ này đem về, rồi sau người ta điều khiển để diễn trò, hoặc là người ta có thể nếu mà con nào mà cứng đầu có hay không có là diễn trò theo cái ý muốn cái sự điều khiển của ta thì sao đó, ta làm thịt ta bán. Thì cái người mà thợ rừng, cái người mà bẫy thú đó, thì giống như là ma vương vậy đó.
À, nếu mà mình là cái người xuất gia đó, mình ở trong cái giới dứt của mình đó, đi đúng theo cái con đường giới định tuệ, à, thì mình đâu có bị ma dương nó bắt, nó điều khiển. À, nhưng mà vì mình vượt ra khỏi cái lãnh vực, vượt ra khỏi cái lãnh vực cái giới dứt của mình đó, à, thì lúc đó mình sẽ bị mắc bẫy của ma dương. À, mà khi mình mà mắc bẫy rồi thì mình phải chịu sự điều khiển của nó. À, đó. Cho nên là chúng ta cái hạnh nghiệp sa môn á là chỉ trong cái lĩnh vực của mình là giới định tuệ mà thôi. Rồi nếu mà chúng ta học xong thì sao? Thì chúng ta phải hành. À, hành hay là cái sự yên lặng của bậc thánh, tức là chúng ta quán sát về hơi thở, à, để quán sát để thấy được, à, hơi thở vô, hơi thở ra, à, cái chuyển động của hơi thở như thế nào, mình biết như thế đó, à, để mình thấy rõ được cái sanh diệt, à, của cái chuyển động của hơi thở, à, rồi, à, danh sắc nó sanh như thế nào, à, nó diệt như thế nào, à, mình hiểu rõ như vậy. Thì khi mà, à, khi mà cái vị, à, sa môn, vị tỳ kheo mà đi đúng theo cái con đường giới định tuệ, à, thì sẽ thoát ra khỏi tất cả những cái phiền não. À, cho nên là cái, à, lời dạy của Đức Phật, à, thì, à, chỉ có tóm gọn trong cái câu Phật ngôn: không làm các việc ác, làm các việc lành, à, giữ tâm ý trong sạch. À, đó, nó chỉ có ba cái đó thôi. À, thì cái bổn phận của cái vị sa môn, cái vị tỳ kheo, à, là những cái người mà, à, muốn đi theo cái con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì cũng thực hành, à, ba cái pháp này nha. Đó, rồi nếu mà rộng hơn, à, thì quý vị có thể là học kinh, học cái diệu pháp, à, đó, thì á, tùy theo cái điều kiện của mình. À, nhưng mà cái mà ngắn gọn, à, để mà chúng ta lấy đó là cái phương hướng, xác định một cái phương hướng nó rõ ràng, à, thì thực hành có bao nhiêu đó thôi. À, thì đó là cái con đường mà thực hành về giới định tuệ. À, cho nên đó là trong cái câu Phật ngôn này đó, thì nó rất là ngắn gọn. À, sau khi mà đã, à, cái vị, à, à, thiên tử Kassapa này đã đọc lên cái câu Phật ngôn này rồi đó, thì, à, Đức Phật chấp nhận, à, bằng cách là im lặng. À, thì vị này đảnh lễ Đức Phật và trở về cái trú xứ của mình. À, thì ở đây đó là chúng ta hiểu là, à, Đức Phật dạy là phải luôn luôn, à, gìn giữ, mặc dù là mình cái người mà đã xuất gia còn tại gia cư sĩ, nhưng mà chúng ta cũng nên, à, luôn luôn phải gìn giữ cái phẩm hạnh của mình, à, thực hành cái con đường, à, giới định tuệ, à, tùy theo cái khả năng điều kiện của mỗi người. À, nhưng mà ngày chúng ta phải dành thời gian ra, à, để mà học và tìm hiểu rõ ràng cặn kẽ các cái câu Phật ngôn. À, rồi chúng ta dành thời gian ra để mà chúng ta thực hành, à, thiền tuệ. À, thì, à, trong cái thời gian đó
dù là quý vị chưa có xuất gia, nhưng mà quý vị đi đúng trên cái con đường giới định tuệ này nè, thì sao? Thì cũng gọi là tỳ kheo, là vị hành giả, là cái người mà đang thực hành đối trị với các cái phiền não, từng bước để mà đào bứng tận gốc rễ tham sân si, chứ không phải là xuất gia chỉ là cái người mà đã được tuyên bố trước hội chúng chư tăng, hay là những cái người mà mặc y phấn bảo đi khất thực từng nhà, thì nó cái ý nghĩa nó từng theo cái thời điểm đó. Có cái người mà hành giả mà đang thực hành đúng trên cái con đường giới định tuệ, đang thực hành cái thiền tuệ để mà diệt trừ đối trị với phiền não, thì ngay cái giây phút mà quý vị mà chú tâm quán sát lúc mà mình thực hành cái thiền Vipassana, thiền minh sát tứ niệm xứ, thì lúc đó cũng là một cái vị tỳ kheo, nhưng mà vị tỳ kheo ở trong cái pháp hành mà thôi. Còn cái vị mà làm lễ xuất gia mặc y mang bát, nếu mà chúng ta chỉ xuất gia trên cái hình tướng, nhưng mà cái tâm chúng ta chưa có thực hành ly dục ly ác bất thiện pháp, còn dính mắc theo trần cảnh bên ngoài, còn bàn luận về thế sự, thì cái đó là gọi là gì? Xuất gia trên cái hình tướng, nhưng mà cái tâm thì chưa có xuất gia. Cho nên chúng ta phải hiểu ở đây là khi xuất gia thì phải xuất gia trên cả cái hình tướng và cái tâm. Cái tâm luôn luôn phải đi đúng trên cái con đường giới định tuệ, đó, trong cái giới dứt, thực hành cái phẩm hạnh của cái người tam môn, cái vị tỳ kheo, là nó như vậy đó, thì nó mới đem đến cái lợi ích của cái sự tu tập, cái sự xuất gia. Còn nếu mà chúng ta chỉ xuất gia trên cái hình tướng mà cái nội tâm mình không có nỗ lực tu tập để đối trị với các cái phiền não, còn vướng bận trần cảnh hàng ngày, chúng ta còn buông lung dễ vui, không thu thúc lục căn, không có trao dồi phẩm hạnh của bậc sa môn, không thực hành cái thiền tuệ để diệt trừ các cái phiền não, thì như vậy đó là chưa thực hành đúng theo cái phẩm hạnh vị sa môn. Qua cái câu Phật cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị một vài cái hiểu biết qua sự nghiên cứu của các bậc trưởng lão chỉ dạy. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, và chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức trưởng lão và cũng như mời quý tu nữ, quý Phật tử cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy giá.
Dạ, Nhật Bình thấy Kim Nhung cầm mic mà không có nghe Kim Nhung ơi. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, sa thú đành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh, thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ Ca Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Bình thấy. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, Nhật Bình thấy Kim Nhung cầm mic nên chưa nghe. Dạ, dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, sa thú đành thai. Chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều và con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư dùng tách nước ở tỉnh thất thiền hữu ạ. Và con cũng tri ân sư, qua bài giảng của sư con hiểu được một chút. Chứ lúc con đọc chánh kinh thật sự con không hiểu. Không hiểu là cái vị thiền tử này muốn nói cái gì và Đức Thế Tôn muốn dạy cái gì. Dạ, rất là khó hiểu. Nhưng mà khi nghe sư giảng thì con hiểu được một chút. Nhưng mà chỉ hiểu được một chút thôi, chứ thật sự chưa có rõ ràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời Kim Nhung ha. Dạ, Kim Nhung hôm nay làm thị giả cho Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ, tại Nhật Bình thấy sư xuống lâu rồi Kim Nhung chưa cầm mic nên Nhật Bình xin phép cầm mic thôi. Dạ, mời Kim Nhung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, bài học hôm nay rất là hay ạ. Bài học rất là rộng và rất là sâu. Chỉ có mấy câu thôi, nhưng mà chỉ có mấy câu là hãy học điều khéo nói trong hạnh nghiệp sa môn, vắng lặng ngồi một mình với tâm tư an tịnh. Dạ, chỉ có bốn câu ngắn ngắn này thôi, nhưng mà chúng con phải học cả đời và có nhiều đời cũng chưa xong. Dạ, nên cái bài học này rất là sâu, rất là hay. Dạ, con kính tri ân sư đã giảng giải. Dạ, kính mời đạo tràng tham gia ý kiến, có thắc mắc gì thì lên giơ tay để sư giảng giải. Dạ, thưa sư, khi chưa có ai giơ thì con xin hỏi. Ở đời á, thưa sư, ngoài thế gian á, người ta hay nói á, là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy thì mình có thể áp dụng trong cái khéo nói ở đây không thưa sư? Vì nói như vậy thì nó dễ nghe cho cái người nghe. Thì như vậy có phải là khéo nói không ạ thưa sư? Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì sự thật ra đó, ở đời á, lời thật thì nó hay mất lòng. Cái mình nói mà đúng đúng cái chân lý đó, thì có nhiều khi người ta không có thích. Cho nên là cái câu mà nói mà lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, thì ở đây là trên cái tính chất mà giao tế xã giao thôi. Chứ đó nó không có, nó có thiếu cái tính mà chân thật. Nhưng mà đó, nhưng mà cái lời mình khéo nói để cho nó hài hòa, nó không có gây tổn hại gì cho người khác. Thì
Thì bây giờ á, thí dụ như bây giờ mình nói thiệt, bây giờ á, người ta thật ra cái sắc, cái dùng sắc của người ta đó, nó không có, có đẹp. Nhưng mà bây giờ á, ta hỏi mình vậy chứ, thấy bữa nay trang điểm rồi như vậy có đẹp không? Mà bây giờ á, mà mình nói thẳng ra đó, thì mất lòng. Ta không thích. Ta không thích. Mà nếu mà mình nói trời ơi, bữa nay vậy là quá đẹp rồi, thế này thế khác, thì nó cũng không có thích hợp, không? Thì mình chỉ nói một cách phân đôi thôi. Thì chỉ trang điểm chị ấy vậy là đẹp rồi đó. Thành ra mình nói để cho người ta muốn nghe, ta muốn nghe cái điều mà người ta cần. Nhưng mà mình nói vậy thì cũng không có gây tổn hại gì cho bản thân mình. Chứ còn bây giờ mình nói thẳng ra, trời ơi, hôm nay bà trang điểm gì mà nó giống như là đào hát thế này kia, là mất lòng liền, không? Là nó có cái sự không hài lòng nha. Đó, cho nên đó là khéo nói đây, mình nói đừng có làm sao mà gây những cái điều tổn hại, gây quan trái rồi với cái đối tượng nha. Nhưng mà đó, cái này nó là cái gì, cái tính chất đãi bôi nha, đãi bôi của thế gian đây đó. Thành ra đó, cái khéo nói là mình nói nhưng mà nó không có gây tổn hại nha. Giống như hồi đó đó, xin nhớ hồi nhỏ sư học làm bữa đó, làm cái bài luận văn, có bài cho cái đề tài là tả người bạn thân của mình. Thành ra cô giáo cô cũng có dạy, là cái cách mà mình nói nhưng mà nó không có đụng chạm, không? Ví dụ như cô giáo có nói gì, giờ cái đứa bạn mình nó lùng sủng nhưng mà bây giờ mình nói bạn nó lùng sủng thì nó không chịu, nó giận liền. Nhưng mà mình nói sao khéo nói chiều cao của bạn em nó hơi khiêm tốn, không? Đó, thì mình nói nó cũng lùng nữa nhưng mà được cái nó chịu. Chiều cao của bạn em nó hơi khiêm tốn, chứ mình nói nó lùng xỉn là bắt đầu là nó cự mình liền, nó chê mình liền, không? Còn lỡ mà bạn mình mà mắc lé đó thì mình đừng có nói bạn em mắc lé xẹ là nó quýnh mình liền, không? Mình nói là bạn em mắc hơi lệch, nào hắt hơi lệch, nên nó là đúng, cũng diễn tả thì cũng đúng, nhưng mà điều cái là như vậy á mà nó chịu. Chứ còn mình mắc nói nó bạn em lùng tịt rồi, bạn em mắc lái xe là bắt đầu rồi đó, nó ghét mình rồi, nó kiếm chuyện với mình liền, không? Thành ra đó, cái khi mình có đôi lúc mình nói để cho nó tránh đụng chạm. Còn mà ta nói là thẳng mực tàu đau lòng gỗ, mình nói thiệt, bây giờ nó lùng, mà nói nó lùng, không? Mà nó lé, mà nói nó lé, mà nó không có chịu, gây quan trọng này thế này thế khác. Thành ra cái khéo nói ở đây á, mình dùng những cái ngôn từ để mà tránh cái vấn đề mà đụng chạm nha, để mà không có gây cái tổn hại đến bản thân mình. Nhưng mà cái đó là chỉ dùng để mà trong cái giao tế xã hội bên ngoài thôi. Còn thí dụ như những cái người bạn đạo với nhau, người bạn đạo nhau, thí dụ như bây giờ người ta học, ta nói những cái pháp đó,
nha, khi mà trao đổi mà với những người bạn đạo có cái tâm cầu tiến, muốn lắng nghe, để mà có thể bổ túc, có thể sửa đổi những cái tri kiến của mình. Nếu mà mình xét thấy những cái người này đó, những cái người bạn đạo mình mà có cái ý tốt, muốn lắng nghe, tầm cầu học hỏi, để hiểu biết, để sửa đổi đó, thì mình nói thật, bạn trong cái pháp hành còn thiếu sót những cái vấn đề này này, trong cái pháp học là phải học những cái bài này bài này, để cho cái người bạn mình đó, có sự nỗ lực học hỏi để có sự tiến bộ nha. Chứ còn trong cái pháp học pháp hành mà mình cũng đãi bôi, bạn học vậy là giỏi rồi, bản hành vậy, kinh nghiệm vậy là cao quý rồi này kia nọ, không làm cho cái người bạn mình á, có nhiều khi là cản trở cái sự học, cái sự thực hành. Thành ra đó cũng tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đối tượng, mà chúng ta khéo nói để tránh sự đụng chạm mà bất hòa quan trái. Mà có những lúc chúng ta cũng phải nói thẳng nói thật để cho bạn mình có cái sự tiến bộ. Thành ra đó, chúng ta phải tùy theo hoàn cảnh để mà chúng ta khéo nói để đem đến cái lợi ích cho những người xung quanh cũng như cho chính bản thân mình. Và xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, con kính cảm ơn sư. Dạ, con cũng hiểu được phần nào. Dạ, thưa sư, như vậy là cái lời nói đó thì cũng chỉ nên nói ở bên ngoài thế gian thôi, và cũng phải tùy theo đối tượng, tùy theo điều kiện mình nói cho nó phù hợp. Còn đối với trong đạo mình thì mình cần phải nói chân thật và nói lên những lời mà cùng khuyến khích nhau tu theo giới định tuệ. Dạ, con cũng hiểu điều đó. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con thưa sư, về cái phần mà khéo nói này thì con thấy Phật tử chúng con, riêng đối với con thì mình rất là dễ bị mắc phải là những cái điều mà mình chưa được khéo nói. Riêng đối với con thì con thấy như vậy. Nó nằm ở trong cái giới thứ tư là cái giới nói dối. Thì nếu mà mình không theo, tức là mình thực hiện là mình không nói dối và đúng bốn chi phần của cái giới nói dối, tức là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói ác, không nói phù phiếm, thì như vậy có phải khéo nói không ạ? Và con cũng muốn biết là cái khéo nói này á, cái chi pháp như nó khéo nói này nó là như thế nào, tức là nó có những cái điều gì, những cái chi như thế nào, và mình tu tập như thế nào để mình được khéo nói, tức là mình cũng được lợi khẩu. Vì con thấy nhiều khi mình hiểu một vấn đề nhưng mà mình trình bày thì nó được không rõ ràng, cũng có khi để cho người khác, người ta nghe, người ta phật lòng, hay là người ta cũng không hiểu vấn đề, thành ra là nó cũng khó. Con thấy cái khéo nói này nó cũng rất là quan trọng đối với Phật tử chúng con và nói chung và đối với riêng con. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Và dạ, con kính thỉnh sư ạ. Dạ, sau đó thì kính mời quý đạo hữu giơ tay ạ. Nam mô Bổn Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Thì cái khéo nói ở đây đó, ngoài cái mà chi phần mà về nói chân thật ra đó, thì nó còn đòi hỏi là chúng ta nói phải hợp thời, nói hợp thời đúng lúc, nói đúng đối. Đó, thành ra là ngoài bốn cái chi pháp về cái tránh cái trường hợp nói dối ra đó, thì mình còn phải nói hợp thời đúng lúc và nói đúng đối tượng. Thành ra đó, quý vị thấy rằng cái sự giáo giới của Đức Phật đó,
với mục đích là đem đến cái lợi ích cho cái người nghe đấy. À, Đức Phật nói đúng chân lý, à, để đem đến cho cái lợi ích cho người nghe. Nhưng mà có những lúc á, có những lúc á, là cái người nghe họ họ không thích, nhưng mà Đức Phật cũng vẫn nói. À, tại vì nói này nhằm mục đích để khuyến hóa, để cho cái người nghe đó hiểu ra những cái mê lầm, à, tà kiến. À, thì có những lúc Đức Phật cũng quở trách các cái vị tỳ kheo mà có cái sự chấp thủ, à, về những cái sai lầm tà kiến nha. Đó, thành ra đó, thành ra ở đây tùy theo trường hợp, à, tùy theo trường hợp. À, mà quý vị thấy không, với cái hoài đức của Đức Phật vậy nè, mà còn bị nhiều người, à, bị nhiều người họ họ cái trí phàm nhân, rồi họ kết quan trái. À, ví dụ cái trường hợp mà để tế độ cho cha mẹ của cái cô nàng này đó, à, cái câu chuyện chắc quý vị học ở trong kinh Pháp Cú đó, quý vị nhớ là có vợ chồng Bà La Môn mà nhìn thấy cái dấu chân Đức Phật, rồi mới đem cô con gái đến để mà gả cho Đức Phật. À, tại vì bà bên Bà La Môn thì họ nhìn, họ biết cái tướng của cái người đại nhân, à, cái tướng như vậy như vậy như vậy, à, ông này thì muốn gả con cái cô con gái cho cái người mà cao quý. À, nhưng mà đó, vì lợi ích của cái ông vợ chồng Bà La Môn này nè, à, có cái duyên lành mà chứng đắc, à, sơ đạo sơ quả, cho nên ngài mới nói là cái thân này đầy rẫy sự hôi thối chứ có cái gì tốt đẹp cao quý. À, thì nhờ cái Đức Phật nói thẳng về đúng chân lý, cho nên cái ông Bà La Môn và cái bà vợ, hai người này mới quán sát, à, cái tệ giác sanh khởi và chứng đắc cái sơ đạo sơ quả. Nhưng cái người con gái á, thì kết quan trái, à, cô ta mới nghĩ là bây giờ á, cha mẹ tôi đem ông lợi gả cho ông nhận thôi, mắc gì ông nói là hôi thối thế này thế khác. À, tại vì cô ta chắc là cho cái thân mình là đẹp đẽ, rồi à, ướp những cái hương liệu thế này thế khác, à, mà bây giờ, à, bị Đức Phật nói là hôi thối, cho nên sau này mà trở thành cái người thứ phi đó. Alo, alo. Dạ, con kính thưa sư. Dạ, sư bị rớt mic rồi ạ. Dạ, sư đã đi ra ngoài. Dạ, con đã thấy sư luôn ạ. Dạ, con dâng mic đến cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, dạ, cảm ơn cô Mê Ta, dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ, quý vị quan hỷ nha. À, sáng nay đường truyền mới có vấn đề rồi á, nó trục trặc rớt lên rớt xuống nè. À, quý vị quan hỷ thông cảm nha.
Thì khi mà cô ta được nhà vua cử về làm thứ phi, thì bà ta mới mướn cái đám cái người mà bọn du côn du đảng bọn xấu xa đó, chờ mỗi ngày Đức Thế Tôn đi trì bình thất thực, cái bọn này nó chửi 7 ngày luôn. Thánh Huân, có những lúc mình nói đem đến lợi ích cho người khác, nhưng mà có những người đó, họ do cái tưởng, do cái sự suy diễn, do cái tưởng, rồi cái cống cao ngã mạn, phiền não nó dấy động, nó sanh khởi, thành ra đó có nhiều lúc đó, chúng ta phải chọn thời điểm thích hợp, tức là phải nói đúng thời, rồi sao nói đúng đối tượng, nói đúng với cái người đó thôi. Chứ còn mà nếu mà nhiều khi á, mình nói chuyện với người này mà có những người xung quanh á, mình nói mình giải thích, mình hướng dẫn, chỉ dẫn cho cái người này, nhưng mà những cái người xung quanh á, họ nghĩ là mình sách mé, mình nói xa nói gần, nói bóng nói gió, chăm chọc thế này thế khác, rồi bắt đầu là phiền não nó dấy động, khổ nó phát sanh, thành ra là chúng ta khéo nói ở đây là phải hiểu và nói lời chân thật, nhưng mà phải hợp thời, rồi phải đúng đối tượng. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, chúc an nhiên đi làm một ngày làm việc hiệu quả tốt đẹp ha. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi của con. Dạ, như vậy thì con cũng hiểu, tức là khi mà mình nói lời khéo nói thì mình phải tùy thời, dạ, phải nói chân thật, tùy thời, tùy đối tượng. Con cũng hiểu được là như vậy á. Đức Phật đó thì dạy là Đức Phật chỉ nói hai điều thôi, tức là Đức Phật chỉ nói khi nào đó là điều chân thật, lợi cho người, và người nghe không thích nghe thì phải tùy thời Đức Phật nói. Còn cái thứ hai là nói điều chân thật mà lợi cho người và người nghe thích nghe thì Đức Phật thì thường xuyên nói. Dạ, cái điều hai cái điều này đối với Phật tử chúng con thì nó hơi khó. Dạ, nhưng mà như vậy chúng con cũng sẽ cố gắng học pháp nhiều hơn và hành pháp nhiều hơn để có khả năng nói được theo như cái sự hướng dẫn của Đức Phật, là mình cũng nên nói lời chân thật và có lợi người, và người nghe mình nói khéo để cho người nghe thích nghe. Dạ, dạ thưa sư, con còn một cái thắc mắc như vậy á thưa sư, là hồi nãy sư có nói là có một vị tỳ kheo, một vị sa di mà xuất gia tỳ kheo thì phải có nhiều vị thầy và phải ra trước cái hội chúng tăng để mình làm lễ. Thì như vậy á, cái này là thắc mắc của riêng con. Dạ, con không biết là như vậy á, mình có nên là, con cũng chưa hiểu là tại sao mà nhiều vị tỳ kheo mà cùng làm thầy cho một vị sa di để xuất gia. Ví dụ như có 5 vị thầy là vị thầy tế độ để dẫn dắt, rồi vị thầy cho thọ cụ túc giới để về hạnh oai nghi đi, rồi thầy nương nhờ, rồi thầy dạy pháp, dạy kinh luật luận, rồi thầy giáo giới, dạy về giáo giới, về những cái pháp giới luật. Thì con cũng không hiểu là tại sao 5 vị thầy với 5 chức năng khác nhau mà mình không là một vị thầy một vài chức năng, như vậy thì nó sẽ tiện lợi cho cả sa di và cho các vị sư được. Có tiện không dạ? Cái này là không hiểu nên con hỏi ạ. Chứ con biết cái này là luật quy định là con hỏi giúp con dạ. Con kính tri
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Ca giá. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai. Thì sự thật ra đó, cái này là cái sự xuất gia đó là phải làm đúng, đúng theo cái tạng luật mà Đức Phật đã chế định. Không làm đúng như vậy đó thì cái vị này á là không trở thành vị tỳ kheo, hoặc là phạm cái tội là trộm cắp tặng tướng thì nó rất nguy hiểm. Cho nên là cái buổi lễ xuất gia đó phải diễn biến đúng theo cái sự chế định của Đức Phật, trong này mới là trở thành một cái vị tỳ kheo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó thì như cái buổi lễ mà thọ cụ túc xuất gia tỳ kheo thì phải có một cái vị thầy tế độ, là một cái vị trưởng lão. Cái vị này đó là phải trong tạng luật quy định là phải trên 20 hạ. Rồi cái hai vị thầy tụng tuyên ngôn là gọi là hai vị yết ma. Thì hai vị này tuyên ngôn bốn bận trước chư tăng. Trước chư tăng và trong cái hội chúng chư tăng ngay cái thời điểm đó đó, và chư tăng đồng thuận bằng cách im lặng để chấp thuận cho cái vị sa di trở thành cái vị tỳ kheo. Thì quý vị biết rằng đó, có những cái vị trưởng lão 20 hạ, nhưng mà đó đâu có vị nào mà về pháp học pháp hành nó song toàn hết đâu. Có vị thì chuyên về kinh, có vị thì chuyên về luật, có vị thì chuyên về luận, có vị thì chuyên về cái thực tập thiền minh sát. Cho nên đó là những cái vị tăng tỳ kheo này nè, tùy theo điều kiện. Bây giờ vị này đó sau khi mà được xuất gia tỳ kheo theo đúng luật rồi đó, vị này muốn tìm đến những cái tu viện có những cái vị trưởng lão mà thông thuộc tam tạng. Cái vị này xin cái vị thầy tế độ, cái vị hòa thượng mà cho mình xuất gia đó, đến ở cái tu viện đó để mà nghiên cứu về kinh điển tam tạng. Đó, cho nên khi mà đến cái tu viện đó đó học hỏi thì phải sao? Phải nương nhờ cái với cái vị trưởng lão ở cái tu viện đó, hay là còn gọi thầy dạy học. Đó. Rồi cái vị này đâu phải vị trưởng lão này có thời gian mà dạy cái vị tâm tỳ kheo này hoài. Bên đó là có những cái vị mà tỳ kheo mà tu lâu năm hơn, có kinh nghiệm hơn, thì phải nương nhờ với mấy cái vị này để học. Rồi nếu mà cái vị này mà muốn thực hành là tứ niệm xứ, nhưng mà cái vị trưởng lão mà vị hòa thượng mà cho xuất gia đó, vị này là không có chuyên tâm về cái pháp hành tứ niệm xứ, thì vị này xin phép vị thầy của mình đi đến một cái thiền viện thọ học với cái vị mà thiền sư có kinh nghiệm trong cái pháp hành, thì vị này sẽ đến ảnh lễ để học hỏi, để nương nhờ với cái vị trưởng lão mà có nhiều kinh nghiệm trong pháp hành. Thành ra nếu mà những cái vị mà tâm tỳ kheo đó thì có thể học với chính cái vị hòa thượng của mình,
trong những cái điều kiện khả năng hiểu biết của vị hòa thượng thầy Tế Độ. Nhưng mà mình cũng có thể đi đến thọ học với các cái vị khác. Thì điều này Đức Phật cho phép. Nhưng mà sao? Đối với tất cả các cái vị trưởng lão, là các cái vị thầy Tế Độ, thầy Yết Ma, hoặc là các cái vị thầy nương nhờ, thầy dạy học của mình, những vị nào mà cao hạ hơn mình là mình phải có cái sự cung kính. Cung kính là những cái người mà đi trước, thì cái sự tôn kính này, cái tôn kính này để giúp cho mình cái giới hạnh của mình nó được tốt đẹp. Và nhờ có cái sự cung kính tôn trọng thì các cái vị tỳ kheo cao hạ, các cái vị trưởng lão mới có sự cảm mến và sẵn sàng hướng dẫn, chỉ dạy, chia sẻ những cái kinh nghiệm trong pháp học, pháp hành cho mình. Thì đây là một cái điều mà đem đến cái lợi ích cho cái vị tân tỳ kheo. Thành ra đó, ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, hay là như ngài Ananda nói, cái phẩm hạnh nó đặt trên cái tình thân hữu, là sao, là chúng ta phải có sự cung kính, tôn trọng đối với các cái bậc trưởng thượng, đối với những cái vị tỳ kheo mà cao hạ hơn mình, đã xuất gia trước mình, hay là ở ngoài đời đã nói sao, cái người mà sanh trước mình một ngày đi chăng nữa đó, thì người ta cũng có cái sự kinh nghiệm hơn mình. Cho nên là chúng ta phải có cái sự tôn trọng, cung kính để đem đến cái lợi ích cho bản thân trong sự học, sự thực hành. Thì từ đó chúng ta mới có sự tiến bộ. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú ạ. Dạ, con kính tri ân lời giải thích của sư. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, em kính mời chị Nhật Huỳnh, em kính mời chị Metta. Dạ, thân mời Hồng Mai, Giang Nhật Hạ. Dạ, kính mời đạo huynh. Dạ, thân mời Tina Nguyễn và thân mời đạo tràng. Dạ, để nãy giờ đạo tràng mỗi người có ý kiến cho lớp học được sinh động ạ. Xin mời bàn tay của các anh các chị. Đức Phật đã dạy rồi, vô lớp học. Khi gặp nhau thì hoặc là mình ngồi im lặng lặng của các bậc thánh, mà sư Trí Đức nói là mình chưa là thánh thì mình nên thảo luận Phật pháp, và sư Pháp Thanh cũng mới giảng xong là mình gặp nhau thì cũng nên thảo luận Phật pháp. Dạ, đã thấy Giang Nhật Hạ giơ tay. Dạ, xin mời Giang Nhật Hạ. Sa thú, sa thú. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, cùng con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy cô Nhật Quỳnh cũng rất là khéo, mà cô Kim Nhung cũng hỏi những câu rất là hay, đang hỏi con ngồi con nghe rất là hay mà bây giờ cô điểm danh từng người vậy. Thưa sư, con có câu hỏi nhỏ như thế này là cái bài giảng hôm nay có nói lên cái sự là hãy nói những điều khéo đó thưa sư. Thì trong những cái lớp mà tụi con học thì cũng nói đề cập đến là cháu quán á, bảy cái động lực sát na tâm đó sư. Thì nó có những cái đó là cái nó lúc mà để cho mình tác ý mà có thể là điều tốt hoặc là không tốt thì nó tạo nghiệp hay không là do những cái bảy cái động lực tâm như thế này. Thì ông bà cha mẹ xưa giờ cũng hay dặn mình dạy là học ăn, học nói, học gói, học mở. Rồi cũng nói là mình uống lưỡi 7 lần mới nói. Thì không biết là cái điều đó là nó ngẫu nhiên hay là nó có cái ngụ ý gì mà cái con có con số 7 mà mình lại không có dạy là mình uống lưỡi 5 lần hay uống lưỡi 9 lần.
Dạ, con không có hiểu cái điểm nào có liên quan đến con số 7, không biết là nó có cái sự liên quan gì không. Sư có thể giải thích dùm cho con điểm này. Dạ, con xin dâng biết tới sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Trà Giá. Thì sự thật ra đó, cái này nó là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chứ không phải là nó có đúng theo trong cái phân tích cái luồng tâm thức ở trong Di Diệu Pháp. Thì cái chặt tâm mà động lực này nè, thì chúng ta biết rằng nó chính là cái để mà tạo cái nghiệp thiện hoặc là bất thiện, là do cái chặt động lực này nè. Cái này nói rồi, lúc đó là quyết định đó. Đó. Còn mà ông bà mình nói là đánh lưỡi bảy lần ở đây đó, mình phải có cái sự phản tỉnh, mình xem xét. Tức là trước khi nói, trước khi làm, thì sao? Phải có cái thời gian mình phản tỉnh, mình xem xét, để không có sai lầm. Nếu mà mình phản tỉnh, mình xem xét, mình thấy nó là những cái tác ý bất thiện, thì mình kịp thời mình dập tắt. Còn nếu mà tác ý này là thiện lành tốt đẹp thì phải làm nhanh, làm ngay. Rồi sao? Thì chúng ta đó phải có một cái thời gian. Khá là như các cái vị trưởng lão nhắc nhở. Mình nghe người ta hỏi mình một câu, thì mình phải có cái thời gian mình suy xét về cái câu hỏi này, rồi mình hãy trả lời. Chứ còn nếu mà đôi lúc á mà người ta hỏi xong mình vội vàng mình trả lời á, thì có nhiều khi nó có những cái thiếu sót, những cái sai sót ở trong cái giải đáp của mình. Cho nên là không có cái vấn đề gì mà mình phải vội vàng, mình phải cẩn trọng xem xét. Kể ai chê mình chậm lục, mình chấp nhận, nhưng mà cái sự chậm lục mình á, để mà nó không có đưa đến cái sai lầm, cái thiếu sót. Còn nếu mà mình vội vàng quá với cái tâm mà nôn nóng, thì có đôi lúc á mình nói nó không có hết ý, hoặc là nó còn thiếu sót, sai lầm đó, thì nó còn nguy hiểm, còn tai hại hơn. Rồi cái sự việc mà cái hậu quả gây ra rồi đó, bây giờ mình có xin lỗi, mình ăn năn rồi gì nữa, thì có đôi lúc cái không có thể nào mà sửa đổi được cái quả nó đã trổ. Cho nên á là chúng ta phải cẩn trọng xem xét cái tác ý của mình. Mình nói như vậy á, nó có đúng chân lý hay không, nói như vậy á nó có hợp thời hay không, có đúng đối tượng hay không, nói có đem đến cái lợi ích cho mình, cho người hay không. Đó, thành ra chúng ta phải phản tỉnh xem xét. Tại vì á, cái mũi tên mà buông ra rồi á, thì không bao giờ mình chạy theo mình bắt lại được. Cho nên là cái lời nói hành động mình á, khi mà mình có sự
phản tỉnh xem xét cẩn trọng thì mình sẽ không có phạm sai lầm, không có hối quá về sau. Thì như vậy đó là để mình có sự hiểu biết. Còn cái vấn đề mà giữa cái chập động lực và cái mà 7 lần này nè, thì nó trùng hợp ngẫu nhiên, mình xem xét như thế nào để nó vừa đủ. Ví dụ như cái trong trường hợp mà mình đọc cái vấn đề mà cái câu mà Nam Mô Ta Sa đó, thì tại sao mà Đức Phật không có nói hai lần, không nói 4 lần hay 5 lần? Tại vì khi mà mình cái lần đầu tiên mà mình đọc lên cái lời mà tán dương Đức Phật là có nhiều lúc cái tâm mình nó chưa có hoàn toàn chú ý không, nó còn sao động bởi tác động cái ngoại cảnh. Thành ra đó, đến cái lần thứ hai đó, thì lúc đó cái tác ý của mình nó mạnh hơn, và đọc lần thứ ba là Đức Phật sẽ thấy nó vừa đủ. Thành ra không phải là 3 lần hay là ấy, nhưng mà đến là nó đủ, vừa đủ là được. Nhiều hơn quá thì cũng không tốt, nó trễ nải. Mà vội vàng quá, ít quá đó, thì nó cũng thiếu, phải không? Thì giống như mà cái gia vị mình nêm ở trong cái thức ăn vậy. Nếu mình nói là cái gia vị này nó tốt, mình nêm nhiều quá thì cũng thành ra hư hại. Mà nếu mà mình cẩn trọng quá, mình nêm nó ít quá đó, thì nó cũng lại lạ. Thành ra cái điều này là trên cái ngôn từ, nhưng mà mình xem xét mình như thế nào là cảm thấy nó vừa đúng vừa đủ thì mình sẽ thực hành và nó sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc của gia nhân ha, và chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ xin lỗi đạo tràng, có nghe âm thanh của tụi em không ạ? Mình biết nghe rõ. Dạ, nhân dịp này thì con kính thỉnh Ngài Pháp Thanh, và con xin con kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, hôm nay con sang Ngài có nghe âm, con xin đặt một cái câu hỏi về khía cạnh về con. Có nghĩa là hôm qua con có nói hôm nay con tuổi thì cũng đã lớn, và con lần lần khi mà mới xuất gia hay là lúc chưa xuất gia thì những cái pháp bất thiện nhỏ, nhưng bây giờ những cái pháp bất thiện dù nhỏ hay lớn thì con lần lần con dẹp bỏ hết. Tại vì khi mình tu mà nói cái bất thiện đến với mình mà mình không biết thì là chưa có phải là nhìn thấy được pháp. Khi con hiểu được pháp nào bất thiện, con bỏ. Lần lần lớn tuổi thì con sẽ dùng những cái lực nào mạnh nhất của con. Có nghĩa biết của mỗi vị chúng sanh khác nhau. Và cái quyền lực của mình theo ở trong ngũ lực ngũ quyền. Có nghĩa là quyền lực của mình được quyền ước muốn, được quyền để mà nguyện như vậy, con nguyện như vậy. Tại vì con nguyện ra lời. Khi có người nguyện, nhưng con thì nguyện ra lời. Nguyện những cái thiện con sẽ, nếu không biết được con bỏ hết. Và con lần lần đi tiến đến con đường giải thoát. Nhưng mà nó đến con đường giải thoát nó rất là rộng.
thì có một Phật tử nói con là như vậy là tham, mà tham đó là bất thiện, có phải không? Theo con thì chỉ có pháp dục thì mới tồn tại được, còn những cái pháp khác thì con nghĩ là bất thiện. Tham thì con biết, con chỉ tham về những cái pháp tu, như vậy có đúng hay không bạch ngài? Xin ngài hướng dẫn cho con, tại vì con cũng, con biết con cũng có hơi tham, nhưng mà tham á là để con hướng đến con đường giải thoát. Nha, con tính là thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì trong ba cái dục, ái dục, pháp dục, rồi tác dục, thì cái ái dục nó là nguy hiểm, tai hại, cội rễ của phiền não khổ đau. Như vậy cái ái dục này là cần phải từ bỏ. Còn cái pháp dục á, thì cái người phàm nhân mình cần phải có một cái năng lực để thúc đẩy mình làm những cái việc lành, những cái điều thiện. Cái trường hợp mà thí dụ như cái người mà mới tập bơi đó, mới tập lội đó, thì sao? Thì phải có cái gì để mình nương, để mình nương theo đó, để mình mới tập được, thấy không? Đó. Thì cái người mà mới tập bơi đó, mà lúc đầu chưa có biết cách thức để mà mình giữ cái thăng bằng để mình nổi trong nước, thì phải có một cái gì đó để mình nương theo nó, cái bixi, cái ruột xe, cái thùng nhựa, cái phao, cái canh, cái mớ cỏ, hay là cái chuối đó, đó để mình nương đó, để mà mình từ mình tập cái phương pháp để mình giữ cái thăng bằng, mình nổi ở nước để mình bơi đó. Thì cũng như vậy, mình là cái người sơ cơ, mình phải có cái pháp, cái ước muốn, cái hoài bão để gì, nó mới làm cái động lực để nó nâng đỡ mình trong cái sự học, sự hành, nghe không? Đó, thì quý vị thấy vậy. Bây giờ chiếc xe nó muốn chạy thì lúc đầu phải khởi động phải mạnh đó, phải mạnh, thiệt mạnh cái chiếc xe nó mới chạy ha. Nhưng mà chạy xong rồi đâu phải mà cứ chạy cái số mạnh nó hoài, phải chuyển đổi để nó phù hợp, ha. Chiếc máy bay cũng vậy. Khi mà nó muốn cất cánh lên, thấy không? Lúc đó là nó phải dùng cái năng lực tối đa, phải thật mạnh, thật mạnh để mới đưa cái chiếc máy bay lên trên không trung. Nhưng mà khi mà nó lên đạt đến cái độ cao, độ cao đúng theo cái ấy rồi đó, thì nó đâu cần phải mà dùng cái năng lượng thiệt là lớn như hồi mà cất cánh đâu. Thành ra cái pháp dục này nó cũng tùy theo cái điều kiện của mỗi người. Cái người mà sơ cơ đó thì phải có cái pháp dục nó thật là mạnh, phải có chí nguyện. Thì quý vị thấy rằng sao, nó có ba thời kỳ: nguyện trong tâm, rồi phát ra lời, để sự thử thách kia đó,
Đó. Thành ra đó, cái chí nguyện này á, bởi nó nói là chí nguyện dẫn dắt người đi. Nếu mà mình không có cái chí nguyện á, thì giống như cái người mà lái tàu, lái thuyền ở ngoài biển mà không có xác định đúng cái phương hướng vậy. Còn cái chí nguyện ở đây đó, mình hướng về cái mục đích, giống như người lái thuyền, lái tàu ở ngoài biển, họ thấy được cái ánh sáng của cái đèn hải đăng. Để mà họ xác định đúng cái phương hướng rồi thì họ cứ chăm chú đi thì nó sẽ đúng hướng, sẽ đến bờ. Đó. Cho nên là lúc đầu thì chúng ta cần phải có cái pháp dục. Thì cái chuyện mà người ta nhận định, ta nói thì nó theo cái trạng thái, cái hiểu biết của cái người đó, chứ người ta đâu phải là cô đâu, không? Tại vì có nhiều khi là cái chí nguyện người ta nó kiên cường, nó cao rồi, thì giờ người ta không có còn không cần phải nguyện nữa, không? Còn mình á, mình sơ cơ còn nó yếu, không? Mình mới tập đi, mình mới tập chạy xe thì phải có hai cái bánh xe phụ, nó chống đỡ để mình đừng có té. Còn bây giờ người ta chạy rạnh rồi, người ta tháo hai cái bánh xe phụ, người ta dục rồi. Thành ra đó, mình biết mình. Còn cái chuyện mà người ta nói là cái quyền của người ta, ta nói theo cái trạng thái tâm, theo cái của cái người đó. Thành ra đó, bây giờ mình phải biết mình. Mình bệnh như thế nào mình phải biết. Mặc dù bác sĩ ổng khám đi chứ chưa chắc là đúng hết 100% đâu. Chỉ có mình biết mình nhất. Tại sao? Mình uống thuốc á, ông bác sĩ cho vậy, mình uống rồi mình phải quan sát cái bệnh của mình. Nó có đó. Ông bác sĩ cho vậy nhưng mà nó đúng không? Cái bệnh mình nó có thuyên giảm không? Nó có gì nữa không? Nó có biến chuyển gì không? Thì mình phải biết. Chứ không phải mà ông bác sĩ nói vậy rồi là mình tin theo hoàn toàn đâu có được, phải không? Đó, thành ra đó, chính mình phải biết cái điều kiện, trí tuệ, sức khỏe, cái trình độ căn cơ của mình như thế nào để mình thấy, phải không? Mình mới tập bơi mà bây giờ người ta bơi giỏi rồi, nó nói với ôi cần gì ôm cái phao chi, nhảy xuống là bơi rồi coi chừng, nghe lời họ mà xúi dại kiểu đó là coi như là chưa có biết bơi đâu mà uống nước no bụng uống nước no bụng có khi chết đuối luôn. Mà ra đó, người ta nói là cái quyền của người ta, mình biết cái điều kiện của mình như thế nào rồi để mình nỗ lực mình tu tập cho nó phù hợp. Đừng có quá chú trọng vào cái tác động ở bên ngoài. Đó, thành ra có những lúc mình cũng cần cái sự hỗ trợ ở bên ngoài. Nhưng mà có những lúc chính mình tự thân trợ, mình tự trợ cho mình. Cho nên Đức Phật nói là mình phải tự xây hòn đảo để mình nương nhờ. Không nên nương nhờ một cái nơi nào khác. Đó, thành ra đó, cứ theo cái lời dạy của Đức Phật rồi chúng ta tự phản tỉnh xem xét, mình biết cái sức khỏe của mình chừng nào, cái phước báo của mình chừng nào, trí tuệ mình chừng nào, để mình chọn lựa những cái pháp hành để thực hành cho nó hợp lẽ, để đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Trà Duyên. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Sa Di. Sa thủ lành thay, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại giải thích của Thượng Tọa Pháp Thanh đối với cô tu nữ Trà Duyên. Và cảm ơn câu hỏi cô tu nữ Trà Duyên. Và cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Trần Vũ, cha Nhục Quỳnh biết được tín hiệu.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy còn mười mấy phút mà con xin góp một câu hỏi. Cái điều này con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh chỉ dạy giùm con để con rút tỉa kinh nghiệm hơn. Dạ, giống như cái lời khéo nói thì con thấy rất là khó, không phải dễ. Mình nói mà cho vừa lòng người khác á, thì có thể mình phạm tội nói dối. Thành ra con hồi trước kia đó, con ai hỏi điều gì mà con biết là con trả lời liền, làm như mình giỏi lắm đó. Dạ. Nhưng mà do làm MC nhiều năm, con học rất nhiều kinh nghiệm, nên con rất là tri ân những cái room cũng như đạo tràng Phật giáo Nam Truyền này là như vậy. Thí dụ như ngài Trí Đức đi sửa bài cho học viên còn bị giận, bị vân vân vân. Có điều này thì ngài Trí Đức rất là rành luôn. Dạ. Thì có điều mình biết nhưng cũng không nên nói, mà có khi nghe ai hỏi thì con cũng trả lời con bị rất là nhiều điều. Ví dụ người ta hỏi mình điều gì đó thì nếu mà mình trả lời theo ý người ta đó thì con cảm nhận như mình nói dối. Tại vì người ta muốn nghe mình trả lời như vậy, người ta hỏi nhưng người ta muốn nghe mình trả lời như vậy, chứ không phải người ta hỏi để nghe mình thế này thế khác. Nhưng mà nếu mà con biết được cái câu người ta muốn nghe con trả lời, nhưng mà nếu con trả lời theo ý người hỏi á, thì con cảm nhận như mình đang phạm tội nói dối. Dạ, nếu vậy thì con trả lời vô thưởng vô phạt. Như vậy theo Phật Pháp mình có nên không bạch sư? Dạ, sư chỉ dạy giùm con để con xử lý cho nó tốt hơn một chút. Mà con kính dâng mít đến sư, sư chỉ dạy giùm con ạ. Tri ân sư rất là nhiều. Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sằng Tha Dạ. Cô gia chạm nhiều trong cái công việc, là nó đã cho cô những cái bài học, những cái kinh nghiệm mà là quý báu rồi, không? Thành ra có nhiều khi á, trong kinh điển mình học trong kinh điển chưa đủ, mà nó còn những cái kinh nghiệm gia trạm trong thực tế ngoài đời nó rất là nhiều. Thành ra ngày Uchochika ngày nói đó, năm tôi 28 tuổi rồi tôi đã từ giả trường học rồi, nhưng mà tôi ghi danh vào một cái trường học này. Cái trường học này tôi phải học cho đến khi nào mà kết thúc cái kiếp sống và cái gì cái kinh nghiệm thực tế ở ngoài đời. Đó. Cho nên đó là chúng ta phải học. Cái người mà chê mình đó, mình cũng phải học. Mà cái người khen mình đó, mình cũng phải học. Cái người chê, nhưng mà mình phải học coi có người này họ khen như vậy, họ chê vậy có phải hay không? Mình có đúng, mình còn thiếu sót cái điểm đó hay không, để mà mình sửa đổi, mình bổ túc, mình sửa sai. Còn cái người khen mình á, mình cũng phải học, nhưng mà mình phải xem xét con những cái lời người ta khen, người ta tán dương như vậy đó có đúng hay không. Chứ đừng có nghe người ta khen mình, tán dương mình rồi mình dội mình. Có nhiều khi người ta cái lời khen nhưng mà nó không có đúng. Có nhiều khi họ đưa mình lên cao quá coi chừng, thấy không? Coi chừng họ đưa mình lên cao quá là họ rút thang. Họ rút thang cái mình té đau lắm. Thành ra trong đời sống mình phải dùng trí tuệ
à, mình phải quan sát, mình xem xét, à, rồi á, đối với cái lời khéo nói vậy, à, ta nói là chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, à, thì cái người khôn đây á là cái người có trí. À, người có trí là sao? Như lời Đức Phật dạy á, mình nói cái lời khéo nói rồi, nói đúng chân lý, đúng pháp, nhưng mà hợp thời và đúng cái đối tượng. Đấy không? Có nhiều khi mình biết người ta hỏi mình á, để mình nói cái lời nói của mình á, cái sự trả lời của mình là đúng với cái ý họ, chứ không phải họ không biết cái câu đó mà họ đi hỏi mình. Thành ra đó, à, thì mình nói phân đôi, mình nói phân đôi vô thưởng vô phạt, à, thì được rồi, à, để gì nó không gây tổn hại, à, đến cái sự giao tế xã giao nhau, mà cũng không có làm cho cái người đó, à, kết quan trái với mình, à, rồi á. Nhưng mà cái lời nói này á, mình không có quá nên lạm dụng, tại vì khi mà mình lạm dụng cái lời nói này á, thành ra một thời gian nó sẽ thành ra là cái đãi bôi, à, cái ta nói là xu hướng theo là ba phải theo. Cho nên á, những cái lời nói này đó là gọi là ngộ biến phải tùng quyền, tức là ở trong những cái trường hợp mà đặc biệt, những cái trường hợp bất khả kháng, à, thì mình quán sát mình thấy phải sử dụng cái lời nói này thì mình nói, à, chứ không nên là từ đó mình cứ chịu lòng mình nói để cho người ta à, thích mình, thân thích mình, người ta nấy rồi để mình có những cái lợi lộc thế này thế khác thì không nên, à, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, sa thú lành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân đường thọ pháp thanh là từ bi giảng giải câu hỏi của con. Dạ, con tri ân sư nhiều. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Cho Kim Nhung có câu hỏi không? Nếu không cho những Quỳnh hỏi câu được không? Kim Nhung, alo, đạo tràng, có vị nào có câu hỏi không? Nếu không có vị nào có câu hỏi cho Nhật Quỳnh hỏi một câu được không? À, sa thú, mời về Thần Phụng nghe. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Đại Đức, à, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Dương. Dạ, sư cho con hỏi là thì thiệt ra con rất là dụng nói, không có khiếm nói chút nào hết á. Con chỉ có biết nói thật, mà nhiều lúc nói thật thì nó bị nhiều người chê lắm. Con rất là dụng nói. Con nghe có câu là người khôn biết hỏi, mà người sành sỏi thì biết trả lời. Rồi có câu nữa là biết thì thưa thì thốt, còn không biết thì giữa cột mà nghe. Cho nên con làm gì đi đâu con cũng không có dám nói gì hết á, bởi vì khi nói ra thì con thấy con nói cứ bị sai à. Cho nên con thấy cái chỗ đó con bị con rất là nhút nhát, con cứ sợ bị nói ra bị sai, cho nên bị có lỗi, cho nên con không dám nói.
nên con cứ im lặng đó lắng nghe. Thì con thấy nó không hỏi tham gia chương trình, con cũng không dám hỏi cái gì hết. Con thấy nó cũng hơi bị thiệt thòi, nhưng mà nói ra thì nó có, cứ bị mắc lỗi cho nên con không dám nói như vậy. Con phải làm, con phải như thế nào đây nhà dạ, bạch sư chỉ cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì thật ra cái sự mà giao tế trong đời sống là thì chúng ta cũng phải học nha. À, mình học cái gì à, trong một cái bài học kia ông đó ông dạy con ông á, ông nói là sao, con người ta đó có hai mắt à, hai mắt để nhìn cảnh vật bên ngoài, có hai tai, hai cái lỗ tai mình á để lắng nghe à, nhưng mà chỉ có một cái miệng thôi, cho nên á mình phải nhìn nhiều, mình nhìn, mình quan sát à, qua cái khẩu biểu tri, cái thần biểu tri của người đó à, mình nghe cái lời đó, mình nghe âm thanh cái lời người đó nói à, mình phải thấy nhiều à, phải nghe nhiều à, nhưng mà nói thì ít thôi à, đó, nói vừa đủ, nói vừa phải à, nói hợp thời à, đúng lúc, đúng đối tượng à, nói với cái tâm tư đem đến lợi ích cho người, cho mình à. Thì khi mà mình tập vậy á, thời gian thì mình có kinh nghiệm, mình đừng sợ. Có nhiều khi á, người ta nói sao à, nó nói ra mình mới biết là nó ngu. Thấy không? Nhưng mà đó, cái ngu, cái thiếu sót, cái thiếu hiểu biết của mình á, giống như là cái vết thương à, cái bệnh à, bây giờ mình đi lại ông bác sĩ, ông hỏi mình mà mình không nói thật thì sao ông trị cho đúng, phải không? Cái vết thương của mình á, mà mình không có đưa cho người ta để rửa, để khử trùng rồi băng bó lại á, thì làm sao cái vết thương nó lành. Mình đừng có gì người ta chê à, ta chê à, rồi mình giấu giếm cái dốt của mình à, cái dở của mình à, thì bây giờ người ta nói là đâu có ai mà tự nhiên mà trong bụng mẹ mà giỏi liền đâu. Có một số ít mà những cái người mà họ giỏi được là gì, cũng nhờ trong quá khứ họ đã từng tạo trữ, họ huấn tập, họ thực hành rồi à, cho nên bây giờ cái kinh nghiệm họ mau mắn hơn, lẹ làng hơn. Không? Còn mình thì hồi đó giờ mình chưa có từng thực hành à, sơ cơ còn non yếu, thì bây giờ mình cứ từ từ mình thực hành à, bây giờ người ta chê trách kệ, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên à, nhưng mà mình sửa đổi à, mình nói với trí tuệ, mình suy xét à, mình sử dụng cái lời nói, cái ngôn từ à, như thế nào đó cho nó phù hợp à, mình đừng có thẳng thắn quá đó thì nó cũng đem đến cái hại. À, nó phản tác dụng. Nhưng mà đó, mình cũng đừng có uống lượng rồi chạy theo cái để mà làm cho người khác hài lòng à, cho nên đó là cái này mình phải qua những cái kinh nghiệm trong cái giao tế à, trong đời sống, trong xã hội thì lần hồi mình sẽ có cái kinh nghiệm à, để chúng ta nói
đúng chân lý, nói sự thật, nhưng mà không có gây những cái tác hại đem đến cái sự không hài lòng bất ý và gây cái quan trái. Và thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Và bây giờ xin mời cô qua. Và hôm nay giải phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão Thầy Khăn An, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, nhiều đời nhiều kiếp của sư cũng như tất cả quý vị được tái sanh những cảnh giới an vui. Cầu mong tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, nỗ lực tu tập, tạo nhiều thiện sự. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Dạ, bài học đã kết thúc. Con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang butte yo kalito do so butho kamatu tang mamang. Uttamange na vande hang tham mang cha du vit hang varang tham me yo kalito do so tham mo kamatu tang mamang. Uttamange na vande hang sang khanh cha du vit ho ta mang sang khe yo kalito do so sang kho kamatu tang mamang. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, để cho chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sạc hôm nay. Rakhandu sapa devata sapa bhuvena sana sothi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamman bhavena sada sothi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sanghan bhavena sana sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá.